Toàn xin chào cả nhà. Vừa rồi đầu clip là hình ảnh của cây này cách đây một tháng trước. Và sau một tháng thì chúng ta đã có được một cây năm cánh trắng Phú Thọ với những sự ổn định, rất là ổn định, với hệ thống rễ. Với hệ thống rễ ổn định. Hệ thống mầm cũng ổn định. Như vậy một cây này gọi là ổn định rồi. Được so với vườn bên Toàn thì cũng được gọi là thang điểm 10 thì cây này là được 7 điểm. Với những cái mầm thân điên đang đi nè. Đợt trước Toàn có trồng và Toàn có quay phim lại. Mầm thân đang đi nè, rễ thì rất là xanh và chạy lăng ngoằng rồi, chứng tỏ là ok. Thì lý thuyết và thực hành Toàn có làm hết trong clip. Toàn xin chia sẻ lại cái kinh nghiệm của bên Toàn, của Toàn. Khi chúng ta chưa hiểu nhiều về giống cây, chưa hiểu nhiều về cách trồng cây lan, đặc biệt là lan phi điệp, trong miền Nam gọi là lan giả hạt, một giống lan thân thòng. Và so với những cây lan khác trên những chủng loại lan khác thì cây lan thân thòng này là một cây cũng khá là khó trồng. Và bí quyết trồng như của bên Toàn là về phần giá thể. Giá thể thì như bên Toàn là dùng giá thể ngoại, đồng loạt giá thể ngoại hết thì mình sẽ quản lý được cái cách tưới. Còn ví dụ như cả nhà có thể dùng giá thể nội, nhưng nếu đã dùng giá thể nội thì quản lý cách tưới. Giá thể bỏ thông nội thì phải quản lý cách tưới. Dạ, nếu như sử dụng bỏ thông nội thì nên làm sao mà để cho cái vỏ thông nội đó lúc nào nó cũng ẩm, một ngày phải tưới 2 lần á, hoặc là ngâm trong cái khay nước với mực nước khoảng cỡ 2 cm 3 cm ngập đít chậu. Đó là cơ bản vậy thôi. Còn những cái mầm mới trồng vào chậu tuyệt đối không cho ăn phân. Và thậm chí khi cây ổn định như thế này rồi mà kỹ thuật trồng của chúng ta cũng chưa tốt thì cũng không cho ăn phân luôn. Hoặc chúng ta đã tiếp xúc nhiều với cây lan rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cho ăn phân, nhưng mà chỉ một chủng loại thôi, một chủng loại duy nhất, có thể là hàng cao đạm hoặc hàng cân số NPK, hàng cao đạm hoặc hàng cân số, và chỉ cho một chủng loại thôi. Và khi chúng ta cho thì cho rất là thưa thôi. Như vậy nè cả nhà, nó thưa như vậy nè. Và cách xa gốc, cách xa gốc nha cả nhà, cách xa gốc. Thì sau quá trình chúng ta cho ăn phân viên thì thuần thục rồi, chúng ta sẽ nâng cấp lên nghiên cứu tới phân bón lá. Cũng là hệ NPK thôi, và cũng nghiên cứu một chủng loại thôi, thì từ từ sẽ nâng cấp dần lên. Gọi như là đầu tiên là phải biết bò, sau đó biết đi rồi thì sẽ biết chạy. Cái hoa lan và hoa lan đột biến, hệ thống sinh vật cảnh, những cây sinh vật cảnh có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống này. Chúng ta có những chăm những cây lan và chúng ta tiếp xúc với những người cũng chăm những cây lan. Chúng ta gặp nhau và có những câu chuyện chung, sự kết nối. Chúng ta stress trong những cái công việc và chúng ta lên chăm sóc ngắm nhìn những cây lan.
thật sự rất là giải tỏa. Nhìn những thành quả của chúng ta nó lớn lên từng ngày, nó sinh trưởng tốt đẹp như thế này, thật sự rất là thư thái. Nhàn cư vi bất thiện mà cả nhà. Cũng phải tìm một cái đam mê nào đó khi chúng ta đã có đầy đủ điều kiện rồi thì phải tìm một cái đam mê nào đó, chứ không thì sẽ hư người mất. Sau đó những cây lan chúng ta chăm xong một năm thì nó sẽ có những bông hoa và chúng ta có thể trưng bày, chúng ta có thể rủ bạn bè tới thưởng lãm. Như mình làm buôn bán những cửa hàng có những bông hoa đẹp, mình mang ra mình trưng và mình vừa bán hàng vừa ngắm những bông hoa, và có những người khách tới chúng ta thuyết trình về những bông hoa đó. Thật là tuyệt vời. Hoặc là chúng ta làm văn phòng và chúng ta trưng những bông hoa đó. Ui, quá đã luôn. Đó là cuộc sống. Đó là cái văn hóa Á Đông của mình. HO đẹp quá. Cây này nó đứng ngọn sớm nhưng mà nó sẽ đi mầm gốc rất là sớm. Chơi lan cũng luyện cho chúng ta được cái tính kiên nhẫn. Và lưu ý với cả nhà về cách chăm lan nữa là khi chúng ta chưa có cứng kỹ thuật về phân thuốc. Phân thuốc thì nó cũng giống như hệ cây trồng thôi, nhưng mà chúng ta chưa cứng về, chúng ta sẽ ướm cái hệ cây trồng để chúng ta áp dụng cho cây lan. Nhưng mà ví dụ như cái nền tảng hệ cây trồng của chúng ta cũng chưa có thì tốt nhất là rất hạn chế thuốc, hạn chế phân, rất hạn chế phân. Thuốc phòng thì phải buộc phải có rồi, còn phân thì hạn chế luôn. Rồi chúng ta tìm hiểu từ từ rồi mới làm được. Thì sau đó nữa, phân là một trường phái, thuốc là một trường phái, và những chất kích thích, chất kích thích là một trường phái nữa, có ba phần như vậy. Thì chúng ta khi mà chưa rành về cây lan, tuyệt đối không dùng chất kích thích. Duy xanh là một chất kích thích, T cộng là một chất kích thích, AB là một chất kích thích, gì kỳ đỏ, gì kỳ duy mà màu đỏ cũng là một chất kích thích. Tuyệt đối không dùng luôn. Để an toàn, chúng ta có giống, bảo toàn giống. Khi mà chúng ta đã cứng cái thuật lan rồi thì hẳn nghiên cứu tới những cái vấn đề đó. Bởi vì thực tế những cây lan đều có những quy luật bù trừ hết. Chúng ta dùng chất kích thích chính là dùng nội sinh của, nội sinh cái sự dự trữ của cây lan. Ví dụ như cây lan sẽ đẻ mầm gốc khi nó tích đủ năng lượng 100%, nó sẽ đẻ mầm gốc và đẻ khi mà khí hậu đúng thời điểm nó sẽ đẻ, khi hội tụ đủ hai yếu tố. Tích 100% năng lượng và điều kiện ngoại cảnh cho phép là nó sẽ đẻ. Nhưng khi chúng ta dùng những cái thuốc kích, có nghĩa là những cái điều kiện đầy đủ để cây lan nó sinh đẻ chưa đủ, gọi là một đứa con sinh non, năng lượng có thể là chỉ mới 5% thôi, điều kiện cũng không đầy đủ, thì những đứa con sinh non rất là yếu và nội sinh của cây lan nó bị đảo lộn rất nhiều, có thể gây tới rối loạn. Thì những người họ đã cứng cựa với cái kỹ thuật chăm lan thì họ biết điều tiết. Còn những người mà mới chăm cây lan, điều tiết thuốc kích thích chưa đạt. Khi cái mầm này nó lên nhưng mà mầm sinh non, làm sao để dìu nó cũng là một yếu tố. Và cái sự quen thuộc về giống cây cũng là một yếu tố.
Chính vì thế nên theo Toàn nghĩ, nếu như chúng ta kỹ thuật về cái lan chưa đạt, mới tiếp xúc, tốt nhất là không dùng chất kích thích, bù trừ hết. Có những cây dùng chất kích thích chúng ta chỉ lấy được nhiều mầm thôi, nhưng mà quy ra số săn thì cũng bằng những cây không kích thích. Cái đó gọi là bù trừ hết. Để cho cả nhà thấy những cây mà phê thuốc. Ta gọi là phê thuốc. Cây nào phê thuốc ta? Đây, cây phê thuốc đây. Đó là giống năm cánh trắng HO bị phê thuốc. Hồng Minh Châu phê thuốc. Bữa nay nó mới hồi lại nè, mầm đi nè. Nó chưa chịu, nó lôi những mầm đẻ non nè. Nó chưa chịu đẻ nhưng mà chúng ta lôi đầu nó ra thì nó vậy đó. Kéo nè, kéo bằng T cộng nè. Học phí nhiều lắm cả nhà ơi. Cho nên khi mà chưa rành về cây thì chúng ta cứ trả cây về với tự nhiên. Ở ngoài tự nhiên không có phân hóa học. Ở ngoài tự nhiên không có duy sanh. Ở ngoài tự nhiên không có T cộng. Khi chúng ta đem cây về với hệ tự nhiên thì thậm chí chúng ta cũng không cần dùng thuốc phòng luôn. Bởi vì căn bản là cây nó không có dồi dào dinh dưỡng thì nó cũng không có bị bệnh. Và hoặc nó bị bệnh thì nó cũng tự nó kháng được. Ok, đó là những chia sẻ của Toàn về kỹ thuật chăm hoa lan. Một chia sẻ rất là chân thành. Điều thứ hai nữa, những cây lan trong hiện tại nó có sứ mạng là làm kinh tế cho những người đầu cơ đầu tư. Và cốt lõi của cây lan và sinh vật cảnh nói riêng, nói chung là mang tới cái đẹp cho đời, mang tới sự kết nối. Toàn xin kết thúc clip ở đây. Chúc cho cả nhà sẽ thật nhiều niềm vui trong thế giới hoa lan. Từ những điều đó chúng ta sẽ biết được rằng cây hoa lan sẽ không bao giờ, cái phong trào chơi hoa lan, đặc biệt là lan phi điệp, miền Nam gọi là giả hạt, sẽ âm ỉ mãi chứ không bao giờ bị thoái trào, bị kết thúc. Nhưng giá trị của nó sẽ như thế nào trong những thời điểm tương lai thôi. Và ok, Toàn xin chào cả nhà.